chấn động. Giới tiên tri báo trước sự thật tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, số hưởng lộc giàu sang, tiền vàng ồ ạt kéo về đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, đổi kiếp đại gia. Quý khán giả thân mến, trong hành trình sống của mỗi người không ai có thể tránh khỏi những lần vấp ngã hay đối diện với thất bại. Điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta gặp khó khăn hay không, mà là cách chúng ta phản ứng trước những trở ngại đó, việc lựa chọn bỏ cuộc hay kiên cường tiếp tục tiến lên, phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh ý chí của từng cá nhân. Thực tế cho thấy, không có thành công nào đạt được mà không trải qua những thất bại, vì thất bại là mẹ của thành công. Mỗi lần thất bại có thể mang đến nỗi buồn, cảm giác thất vọng, thậm chí là đau đớn, nhất là khi chúng ta đã rất toàn lực nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mình mong muốn trên con đường chinh phục ước mơ và đạt được thành công. Chúng ta sẽ đương đầu với nhiều khó khăn và vấp ngã. Tuy nhiên, sau khi đứng lên từ những thất bại, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm sống. Quý cô bác tuổi Đinh Dậu kính mến, sống trên đời, chắc hẳn ai cũng mong muốn mình và người thân sẽ nhận được nhiều nhất những điều tốt đẹp, có đúng không ạ? Thế nhưng, thực tại là hung cát đan xen, âm dương song hành, có đỏ có đen, có suy có thịnh, đại hạn là điều đất trời không muốn ban, nhưng đó lại là con đường đi song song với vận mệnh của con người. Chưa kể nó được ví như hồi chuông dài đánh thức con người phi thường bên trong, nhằm thúc đẩy con người đi qua giới hạn. Có lẽ, nhiều người hiện tại đang lâm vào đường cùng tắc lối, khổ sở trăm bề, chưa suy sụp vì đại hạn, nhưng quá khổ về chữ tiền. Nào là tiền lo cơm ăn ba bữa, tiền lo sinh hoạt phí, cưới hỏi, ma chay, rồi tiền lo to hơn là trả nợ, tiền xây căn nhà, lo cho con cái, chữa bệnh cho bản thân. Chúng như con thú dữ, gặm nhấm cào xé cuộc đời của bạn, từng ngày, từng giây, từng phút, mà chưa biết ngày thoát ra, thế nhưng nghèo khổ thế quá đủ rồi. Theo thông tin mới nhất từ giới tử vi học luận rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau. Có những người số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó, khổ cực, túng thiếu, nhờ vậy mà họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Trong số 12 con giáp, duy trì có người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, trời sinh mệnh lý đắc tài phú. Số này định rằng, khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng trong tháng 10 âm lịch 2024 này, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi trăm bề, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy két. Vậy, vận trình cuộc đời người tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, cụ thể diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, nam nữ mạng. Tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, mệnh hỏa, sơn hạ hỏa, lửa dưới núi, khắc thích lịch hỏa, con nhà xích đế, cô quạnh, xương con gà, tướng tinh con khỉ, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Những người tuổi Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo phát, nhưng sốc nổi, khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Nếu là bạn của họ, chắc chắn không ít lời nói sự góp ý thẳng thắn của họ khiến bạn khá khó chịu, thậm chí bạn có thể khiến họ nổi giận và gây nên cuộc cãi giả khá lớn. Sau đó, nếu còn duyên bạn bè, thì mọi thứ sẽ dàn xếp ổn thỏa, mọi thứ quá khích bùng nổ được bỏ qua, còn không dễ trở thành những người xa lạ. Tuổi Đinh Dậu là kiểu người cần được động viên kịp thời, đúng mức, nếu có thành tích cần khen ngợi, tôn vinh, làm hỏng cần thông cảm, chia sẻ. Bằng không sức mạnh của họ tiếp ra chỉ có tính chất hăng hái trong nhất thời, khó được bền vững, trước siêng năng, sau trễ nải, làm miếng, thiếu kiên trì. Khi bạn là người thân hay quản lý của họ, nên nắm lấy đặc điểm tâm lý có hai mặt lợi hại này: ngọn lửa quang minh, rạng rỡ, ấm nóng, nhưng rỗng trong. Vì vậy tuổi Đinh Dậu cần tránh căn bệnh màu mè, hình thức khoe mẽ, quảng bá tốt, nhưng hư tâm trống rỗng, thiếu thực chất. Tuổi Đinh Dậu thích cuộc sống gần gũi tự nhiên, yêu tự do, trong khung cảnh thiên nhiên, họ thường có những sáng tạo, đặc biệt phát huy trí tuệ mạnh mẽ tới mức lạ lùng. Người tuổi Đinh Dậu có tính chất thực tiễn, trong nhu cầu sinh hoạt của con người họ khá thực tế, đề cao giá trị tiện ích, cơ động linh hoạt. Không những vậy, họ rất ham nghiên cứu, thích tìm hiểu, học hành rất giỏi, thông minh sáng suốt, thường có thành tích và địa vị cao. Phụ nữ sinh năm Đinh Dậu 1957 và sinh vào ban ngày, họ có tính cách hoạt bát, năng động,
thích giao tiếp và kết bạn với mọi người xung quanh. Còn nếu sinh vào ban đêm thì có tính cách hiền lành, nhút nhát, ít nói và có phần nghiêm túc hơn. Họ có tính cách cởi mở, ấm áp, nhiệt tình trong hoạt động xã hội và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn. Với tính cách mạnh mẽ, hành động dứt khoát và nhanh nhẹn, người nữ tuổi này có tính trách nhiệm cao, đảm đang, độc lập kinh tế và sáng suốt trong lập kế hoạch. Họ cũng quan tâm đến cảm xúc của người khác, thu hút nhiều người để ý. Tuy nhiên, người thuộc mệnh quả nói chung và sơn hạ quả nói riêng có tính cách dễ nóng nảy, bộc trực và thẳng thắn. Điều này có thể làm cho người khác cảm thấy tức giận, khó chịu và có chút không vui. Họ cũng thiếu kiên nhẫn và hay nóng vội, gặp nhiều thất bại trong hành trình đi đến thành công. Nam Đinh Dậu, sinh năm 1957, là những người can đảm, sẵn sàng làm việc và chấp nhận khó khăn. Họ thích thử thách, bất chấp nguy hiểm và rủi ro để đạt được thành tựu lớn. Tính cách của họ thẳng thắn, bộc trực, không biết giả dối và hơi khô khan trong việc giao tiếp, kết nối với mọi người xung quanh. Họ luôn theo đuổi mục tiêu của cuộc đời, với ý chí mạnh mẽ và kiên cường, họ không bỏ cuộc trước khó khăn, mà luôn tìm cách vượt qua và thay đổi. Họ tràn đầy năng lượng, giỏi sáng tạo và sống theo nguyên tắc, kỷ luật. Đàn ông mệnh quả có những đam mê cháy bỏng, chịu khó và cần cù. Tuy nhiên đôi lúc họ có tính nóng vội, cả thèm chóng chán và rất hiếu thắng. Bề ngoài họ có vẻ lạnh lùng và cứng nhắc, khiến người khác cảm thấy kiêu ngạo và khó tiếp xúc để trò chuyện, giao lưu. Vì quá tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn, nhiều khi họ mất quá nhiều thời gian vào những vấn đề không cần thiết. Vừa rồi là một vài đặc điểm nổi bật về tính cách người tuổi Đinh Dậu, và sau đây là tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Tháng 10 âm năm 2024 là một tháng có nhiều khởi sắc với người tuổi Đinh Dậu trên nhiều phương diện nhờ ngũ hành tương sinh, lại có các tài tinh chiếu mệnh nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi, tình cảm êm đẹp. Tuổi Đinh Dậu gặp nhiều may mắn trong công việc, tài lộc tăng tiến. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong tháng khá thuận lợi, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn. Tháng này được nhận định là phát triển hài hòa với mệnh chủ tuổi này. Ở phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này vẫn duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực thực hiện sẽ gặt hái được thành quả như ý. Sao tử vi cũng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này. Thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng. Tiếp theo, xin mời quý cô bác tuổi Đinh Dậu đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính trong tháng 10 âm lịch. 1. Về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Đinh Dậu nam nữ mạng, sinh năm 1957, tháng 10 âm. Xem tử vi tháng 10 âm năm 2024 của 12 con giáp, phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu trong tháng mới có nhiều thuận lợi. Sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới cho bạn may mắn. Hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, lại được quý nhân tả phù chỉ dẫn, tuổi Đinh Dậu cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích. Bạn có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hát sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể. Cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên. Một vài kế hoạch mới được triển khai, các việc san dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Bạn làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn. Khi có mục tiêu kế hoạch rõ ràng, bản mệnh có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, không còn phải mất công loay hoay mò mẫm từng chút một. Ngoài ra con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ. Các mối quan hệ xã giao mà bạn tốn công sức vun đắp thường ngày được dịp phát huy công dụng khi cần, đem tới cho bản mệnh nhiều sự hậu thuẫn đắc lực. Nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàn một vài thách thức nhất định, nhất là khi có thiên cẩu hung tinh rình rập, điềm báo sẽ có tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ. Một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ, nếu bạn giữ được bình tĩnh cần thiết thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình, lấy lại thế chủ động, chiêu trò của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng. Sau khi hoàn thành bạn sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt, hãy nhìn vào đó để có thêm động lực. Dù có căng thẳng một chút thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi. Điều quan trọng vẫn là cách bạn đối diện với vấn đề.
2. Về phương diện tài lộc, tuổi Đinh Dậu nam nữ mạng, sinh năm 1957, tháng 10 âm. Trong tháng này công việc đang trên đà thuận lợi, thì không có lý gì mà tài vận của người tuổi Đinh Dậu lại không có tiến triển cả. Nguồn thu nhập trong tháng mới của bạn cũng được dự báo nhiều sự cải thiện. Nhờ nguyệt lệnh trường sinh ở Đinh Dậu, lại thêm thực thần soi rọi, giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho tuổi này. Nhiều người cho thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Lúc này không chỉ chính tài tăng rõ rệt, thứ tài cũng ngày càng sáng, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn. Việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong tháng tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương nên tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán, hợp tác làm ăn, tỷ lệ thành công khá cao, sẽ giúp bạn nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người làm kinh doanh buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước. Các mối làm ăn cũ mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi, nên doanh thu luôn được đảm bảo có lợi cho cả các bên. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu, tuổi Đinh Dậu sẽ kiếm thêm lợi nhuận lớn, thậm chí vượt xa so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của do ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, tuổi Đinh Dậu vẫn cần hành sự thận trọng, nhất là trong đầu tư. Bản mệnh cũng cần làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy trong tương lai sau này. 3. Về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Dậu nam nữ mạng, sinh năm 1957, tháng 10 âm. Đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, bởi vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý, cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau, thì mối quan hệ sẽ luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải bất đồng, cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ, nên nhanh chóng đồng cảm với sự khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì bạn nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. 4. Về phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Dậu nam nữ mạng, sinh năm 1957, tháng 10 âm lịch 2024. Tình hình sức khỏe của tuổi Đinh Dậu trong tháng 10 âm năm 2024 này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Đinh Dậu kim được trường sinh thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện, được âm dương hài hòa hỗ trợ, sức khỏe đảm bảo, bệnh tật sẽ tự tránh xa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải, tuổi Đinh Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá, khiến bản thân quá tải. Xem đến đây, chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 10 âm rồi, vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may, đổi đời như ý, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi gán màng qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi, quyết định vận mệnh hung cát của tuổi Đinh Dậu, người tuổi Đinh Dậu nên làm gì. Về bản thân, nên tránh va chạm hơn thua đúng sai, thì sẽ giảm thị phi, nên thấu đáo trong mọi sự, sẽ giảm thiệt hại, nên thủ thân, thì thua thành thắng, thiệt thành hơn. Về công việc, nên dĩ hòa ghi quý với đồng nghiệp, nhẫn nhịn nhận phần kém về mình để tránh va chạm không đáng có, vì tháng này rất dễ bị va chạm, và khi va chạm thì bản thân sẽ luôn bị thua thiệt. Người tuổi Đinh Dậu không nên làm gì? Về bản thân, không nên làm và sống theo cảm xúc, ắt sẽ thua thiệt. Không nên làm ăn quá mạo hiểm và liều lĩnh, sẽ tiền mất tật mang. Không nên đảo điên gian dối, sẽ gặp lao lý. Không nên mong muốn mông lung, thiếu thực tế hoặc quá sức. Không nên để khuyết điểm lấn át ưu điểm và sống buông thả tự do. Về công việc, không nên cạnh tranh trực diện, không nên xô xát va chạm, vì sẽ khiến công việc xáo trộn, vì có thể thay đổi, mất việc. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tổng quát vận hạn tháng 10 âm của cô bác tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng Đinh Dậu, sinh năm 1957. 1. Sao chiếu mạng. Tháng 10 âm lịch nam mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh,
Đây là sao không tin trong hệ thống cửu diệu. Sao này chủ sự về tiền bạc, chi tiêu trong gia đình có thể phát sinh nhiều khoản. Quý ông Đinh Dậu trong năm này nên chú ý hơn trong việc quản lý, đồng thời tránh hùn hạp vốn đầu tư kinh doanh. 2. Hạn tuổi. Tháng này nam mạng tuổi Đinh Dậu bước sang tuổi 67, chịu ảnh hưởng bởi hạn toán tận. Hạn này cũng có tác động nhiều đến kinh tế, tiền tài. 3. Tứ trụ. Thiên lợi địa hao, con đường công việc với những nam mệnh tuổi Đinh Dậu còn làm ăn, gặp được quý nhân phù trợ. Bản mệnh trong tháng cân đối giữa làm và nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, thì mọi công việc tính toán được thuận lợi. 4. Vận niên. Thử quy điền, tức là chuột về đồng, gặp vận niên này ý chỉ các khoản đầu tư trước đó, hoặc những mong cầu của bản mệnh đạt được như ý, gia đình sum họp, con cháu quây quần. 5. Màu hợp tuổi. Trong phong thủy, quý ông Đinh Dậu, sinh năm 1957, hợp với màu tím, cam, đỏ, hồng, xanh lá cây. Kỵ với màu đen và màu xanh nước biển, vì vậy bản mệnh hãy lựa chọn những màu hợp tuổi để luôn gặp may mắn, bình an và có tài lộc dồi dào. 6. Hướng xuất hành. Nam mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, thuộc cung Đoài, Tây tứ mệnh, khi xuất hành cần lựa chọn những hướng sau đây: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Tây. 7. Hóa giải sao hạn. Trong tháng 10 âm năm 2024, bản mệnh gặp sao Thái Bạch và hạn toán tận. Cả hai đều là hạn tác động chủ yếu đến vấn đề tài chính. Cách để giải hạn tốt nhất trong năm Giáp Thìn là sự chi tiêu tiết kiệm, tránh khoan phí, đồng thời quản lý tài chính tốt để dòng tiền được ổn định. Bên cạnh đó, vào những năm gặp sao xấu, vận hạn, quý mệnh chủ có thể áp dụng thêm việc cúng sao hạn, dâng lễ đầu năm để tâm thêm an yên. Lễ cúng có thể sắm sửa vừa phải, chủ yếu là lòng thành tâm của bản mệnh. 8. Vật phẩm phong thủy. Để giảm trừ những vận hạn, quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt vật bản mệnh, tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh, muốn cuộc sống bình an, hạnh phúc, vận đen quá giải, thì quý bạn nên làm nhiều việc thiện, đồng thời đeo mặt Phật bản mệnh bên mình để được dẫn đường chỉ lối, chứng giám lòng thành tâm. Tiếp theo là nữ mạng tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. 1. Sao chiếu mệnh trong tháng 10 âm này, quý bà tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, được sao Thế Âm chiếu mệnh. Đây là sao tốt sao cát trong hệ thống cửu diệu lưu niên. Người được sao Thế Âm chiếu mệnh thì phúc khí tăng cường, làm ăn tính toán đều được thuận lợi như ý, trở cầu như nguyện. 2. Hạn tuổi. Nữ mạng sinh năm Đinh Dậu 1957, có tuổi âm lịch là 67, gặp hạn Quỳnh Tuyền. Hạn này dễ làm nữ mệnh cảm thấy mất năng lượng và cần chú ý tới sức khỏe hơn, đặc biệt là xương khớp. 3. Tứ trụ. Thiên hao, địa lợi, công việc kinh doanh và sức khỏe có thể xảy ra một số khó khăn nhất định, khiến tiền bạc bị tiêu hao. Tuy nhiên, nếu cẩn thận thì các quý bà đều có thể khắc phục được. Về mặt gia đạo, nữ mạng Đinh Dậu đón nhận rất nhiều tin vui. 4. Vận niên. Thử quy điền, tức là chuột về đồng, rất tốt. Quý bà sinh năm 1957 tuổi Đinh Dậu, gặp vận niên này mang về nhiều tài lộc nhờ công việc kinh doanh, tiền bạc dồi dào, tinh thần luôn luôn vui vẻ và thoải mái. 5. Màu hợp tuổi. Màu hợp tuổi là các màu sắc tương sinh và tương hợp với bản mệnh, đem lại nhiều may mắn và cát lành. Với nữ mạng Đinh Dậu, sinh năm 1957, các quý bà nên lựa chọn màu tím, cam, đỏ, hồng, xanh lá cây, đồng thời tránh xa màu đen và xanh nước biển. 6. Hướng xuất hành. Quý bà tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, thuộc cung Cấn, Tây tứ mệnh. Vì thế khi xem ngày tốt xuất hành Tết Giáp Thìn 2024, bản mệnh cần chọn các hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc. 7. Hóa giải sao hạn. Hóa giải sao hạn là một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm tới khi Tết đến xuân về. Việc hóa giải sao hạn thường được tiến hành khi chủ mệnh gặp năm xung tháng hạn. Tháng 10 âm, nữ tuổi Đinh Dậu may mắn được Thái Âm chiếu mệnh. Đây là sao cát, hay giúp đỡ mọi người làm việc tốt, sống vui vẻ, thoải mái, thì cả năm được mọi sự tiến triển tốt đẹp. Bên cạnh đó,
Thêm vào lễ cúng sao giải hạn, bản mệnh có thể làm lễ cúng ngân sao để tăng phần cát lành hưng dưỡng, đồng thời cũng tiến hành giải hạn huỳnh tuyền để cả năm được mạnh khỏe, bình an. 8. Vật phẩm phong thủy. Để giải trừ những vận hạn, quý bà có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như mặt vật bản mệnh tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, được Phật Bất Động Minh Vương hộ mệnh. Muốn cuộc sống bình an, hạnh phúc, vận đen quá giải, quý bạn nên làm nhiều việc thiện, đồng thời đeo mặt vật bản mệnh bên mình để được dẫn đường chỉ lối, chứng giám lòng thành tâm. Và bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Người tuổi Đinh Dậu, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi Đinh Dậu sinh tháng này thông minh vốn sẵn tính trời, linh hoạt và giỏi tùy cơ ứng biến, trời ban phúc lộc cả đời vinh hoa. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 3 âm, giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể đạt được địa vị cao trong xã hội. Họ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài, nên dễ thăng tiến trên quan lộ. Họ được lục thân nâng đỡ, lại được bạn bè luôn ở bên, sự nghiệp cực kỳ thuận lợi, tài lộc dồi dào, dinh danh tiên tổ. Người tuổi Đinh Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hanh, song cuộc đời của tuổi Đinh Dậu sinh tháng này lại vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Hạnh phúc an nhàn suốt cả cuộc đời, tổ nghiệp phúc dày, cha mẹ anh em giúp đỡ, vợ chồng hòa mục, giúp cho tuổi Đinh Dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình. Con giáp này không cần phải lao động quá mức vất vả, mà cuộc sống vẫn được đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Tuổi Đinh Dậu sinh tháng 8 âm, có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, việc gì cũng trôi chảy thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957. Thiện nhỏ giống như ác lớn, thiện lớn lại có vẻ vô tình. Trong lòng mỗi người đều có sự lương thiện. Khi nhìn thấy người khác rơi vào khốn khó, chúng ta thường không thể chịu nổi mà muốn giúp đỡ một tay. Nhưng nếu như chúng ta làm những việc tốt ấy chỉ vì để xoa dịu sự không đành lòng của chính mình, mà không phải thực sự cải thiện được hoàn cảnh của người khác, vậy thì đó chính là tiểu thiện, tức là lòng tốt nhỏ nhoi. Những việc làm tốt như vậy là do chúng ta không biết nhìn xa, ngược lại đôi lúc còn khiến cho đối phương dễ dàng lâm vào sự nguy hiểm mới nữa. Có một câu chuyện kể về cái chết của hàng trăm con ngỗng quan chỉ vì lòng tốt nhỏ nhoi của một ông lão như thế này. Có ông lão chứng kiến hai con ngỗng quan bị mắc kẹt trong hồ, đã động lòng trắc ẩn, nên hàng ngày ông lão đều đến cho chúng thức ăn. Kết quả là năm này qua năm khác, số ngỗng quan ngày một nhiều hơn, chúng cũng không còn bay về phía nam để tránh cái lạnh nữa. Tuy nhiên có một năm nọ ông lão qua đời, hàng trăm con ngỗng quan đến chờ được cho ăn, đều chết đói hết cả. Khi giúp đỡ người khác, chúng ta nên suy xét toàn diện, cần phải nhớ rằng, cho người ta con cá, chi bằng cho người ta cần câu, đó mới chính là hành động nhân ái thực sự. Đừng chỉ nhìn vào lợi ích thiệt hơn trước mắt, mà phải cân nhắc sự lợi và hại về lâu về dài, mà có hành động từ thiện hợp lý, như thế được gọi là đại thiện. Cổ nhân cũng thường giảng về đạo lý như vậy, gọi là tiểu thiện như đại ác, đại thiện vốn vô tình. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.